Dạ, em cảm ơn anh, em cũng không là tặng anh. Thu nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Dạ em đang không biết nói gì. Trời ơi, mình tập nói đi. Rồi các em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em không tặng hoa vậy. À, rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ, em đưa vậy thôi đó hả? Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Tôi nằm chỗ đó đó. À, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh không biết nè. Anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá. Anh cố gắng để xem em nói gì nhưng mà thật ra nó kiểu cũng không được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết quan điểm lại sao. Nói vậy em không quan điểm, chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À, thích nhau là yêu thôi hả? Rồi, dạ. À, tội nghiệp này quá ta. Hồi đó giờ em yêu ba mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em có nói gì vợ em yêu anh, yêu em, anh thích em này kia không? Em ít nói, em không nói. Không có nói luôn. Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2 em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà? Dạ không, ít lắm. Em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Bạn phải làm cách nào để bạn, nếu mà bạn hiện tại nè, nếu mà bạn đang thích cô gái này, rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi. Nhưng đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút. Tại vì chúng tôi không bấm nút dùm cho bạn được. Em tên Vũ, em Rạch Giá. Em là cái gì Vũ? Quốc Vũ, Bột Vũ. Bùi Quốc Vũ. Dạ. Ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Em làm gì Vũ? Nhà em có công ty riêng, em phụ giúp gia đình. Công ty riêng mà làm về cái gì Vũ? Phân phối sản phẩm tả em bé, tả hết ghi. À, tả em bé đó hả? Dạ đúng rồi. Mình sinh năm mấy? Em sinh năm 86. 86. Rồi chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em là Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kế toán. Em sinh sống và làm việc ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh và huyện nào vậy em? À, dạ ở thành phố Trà Vinh anh. Thành phố Trà Vinh luôn. Dạ. Trà Vinh đi Kiên Giang thì cũng không xa lắm nha. Dạ. Mình đi qua Cần Thơ tới ngã ba Lầu Tẻ quẹo xuống thôi ha. À, bây giờ đường cao tốc đi cũng dễ rồi. Em nói cho bên nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của em đi Vũ. Ưu điểm là em kiên trì, siêng năng chịu khó. Kiên trì, siêng năng chịu khó hả? Em làm cho gia đình em, nhưng mà em làm nhiệm vụ gì Vũ? Tất cả là kế toán, là giao hàng, làm đủ thứ hết. Ông kế toán luôn hả? Dạ đúng rồi. Thôi giỏi vậy trời. Là biết thôi chứ cũng không phải làm. Trong công việc là biết hết. À coi như coi quản lý chung gia đình ha. Khuyết điểm là gì? Ngại trước đám đông. Rồi sợ gái. Sợ gái. Sợ gái hả? Rồi mời nhà gái đó, bên đây đang sợ gái đó. Mình có ưu điểm gì nè? À, dạ ưu điểm của em là vui vẻ, cẩn thận, tận tâm với công việc. Sống thì yêu thương, quan tâm, chăm sóc, biết lắng nghe. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi thiếu tự tin. Với có khi cũng sống hơi bi quan chút. Với những cái vấn đề mới thì em cũng cần thời gian, nhiều thời gian để mà tiếp cận chị. Không sao, biết đâu là sau chương trình này thì em sẽ có một người ở bên cạnh động viên em, để em có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Dạ, cảm ơn chị. Đường tình duyên em sao? Trên 3 người. Trên 3 người? Dưới mấy người? Không có dưới à. Cái mối tình đầu tiên là em quen được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Mối tình thứ hai? 2 năm. 2 năm. Mối tình thứ ba? Năm mấy, năm rưỡi. Là coi như 7 năm mấy yêu đương đó ha. Em là quen không đúng không? Yêu nhau sâu sắc không? Dạ cũng sâu. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần rồi. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Con lớn hay nhỏ? 4 tuổi, gái. À vậy là sâu sắc rồi. Nhưng mà có cãi nhau gì lớn không? Tại sao chia tay? Dạ không. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ là không nợ đó chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Lạ lùng vậy ta, tôi phải qua tôi gặp cái anh chàng anh này coi. Là... Ừ. Phải có vấn đề gì đó nó mới chia tay chứ. Không có cách nào mà tự nhiên không có nợ được tự nhiên hai người chia tay chứ. Chào thì em nghĩ ta. Chào chị. Thật ra Vũ biết không, không phải là tụi anh soi cho ra vấn đề đó đâu. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là chúng ta phải biết được chúng ta có lỗi gì trong cái chuyện là
Một là cuộc tình, hai là cái chuyện gia đình đó. Hay là Vũ ngại chia sẻ cái việc này với mọi người? Nói cũng khó lắm. Vậy tại sao các bạn đến được với nhau? Thì có duyên. Thế rồi sau cái buổi ngày hôm nay, nếu như hai bạn bấm nút là bởi vì hai bạn cảm thấy là bạn có duyên với cô gái này, xong cái ngày mai các bạn không tiếp tục với cô gái này, các bạn cho là không có nợ. Cái duyên cái nợ nó đâu phải dễ đến và dễ đi như vậy được. Thì bây giờ cái mong muốn em có một cái người bạn gái sắp tới, nó là cái hình mẫu như thế nào? Hiền dịu, đẹp là được rồi. Đẹp là được rồi hả? Đúng. Bên đó thì xinh lắm, cô gái bên đó rất xinh và trong trẻo. Em có mong muốn cái người phụ nữ đó có tính cách như thế nào không? Mạnh mẽ chút. Rồi, gì nữa? Sạch sẽ chút. Sạch sẽ, thơm. Thơm tho, đúng không? Có cái điều gì Vũ không thích ở phụ nữ không? Không. Không có hả? Đúng rồi. Tại sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Hợp với mình là được. Ok. Để coi sạch sẽ ha. Dạ, em chào anh. Rồi, xin chào em gái. Dạ. Dễ thương, rất là xinh ha. Ủa, em gái làm kế toán hả? Dạ. Ở Trà Vinh luôn? Dạ. Quê nhà mình ở đó luôn? Dạ. Mình đang sống với ai ở đó? Dạ, em sống với ba mẹ. Em bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình lúc em đi làm. Rồi khoảng 2 năm thì bạn đó cũng đi làm một nơi khác đó, như xa mặt cách lòng rồi tụi em cũng nhạt dần. Đó, đó cũng là một cái lý do để chia tay nhau. Đúng rồi. Ha, xa mặt cách lòng. Và bây giờ thì cái mối tình này nếu mà có gắn với nhau thì nó xa không vậy em? Trà Vinh với lại Kiên Giang đó. Em nghĩ khoảng cách cũng không có đến nỗi xa đâu. Đó, được. Vậy là được rồi ha. Rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong muốn bạn có việc làm ổn định, cũng có cầu tiến trong sự nghiệp, yêu thương gia đình, chung thủy. Hoàn cảnh bên đây là có một em bé rồi đó, em có chấp nhận cái hoàn cảnh này không? Có ngại không? Để em tìm hiểu rồi từ từ em sẽ suy nghĩ lại. Tức là vấn đề con cái là em không ngại ha? Rồi. Bây giờ thì hỏi người thân thôi. Hỏi người thân thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Em là bạn thân của Quang. Thì hôm nay đến chương trình cũng muốn Quang tìm hiểu được một người tâm đầu ý hợp để làm bạn trên con đường đời phía sau này. Em thấy bạn trai bên này thứ nhất có là về khoảng cách địa lý thì cũng hơi xa đó. Thứ hai nữa là bạn cũng cảm thấy là những chia sẻ của bạn có phần hơi hời hợt. Em chỉ góp ý vậy thôi, còn phần quyết định sẽ do Quang. Rồi, cảm ơn em. Vũ đi với ai? Em gái của em. Em gái hả? Rồi, chào em gái dễ thương. Vâng, chào chú Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào chị. Chào em. Dạ, anh hai con thì thật sự là khá ngại đám đông. Em nói với anh hai là chị thật sự là dễ thương, đúng với mẫu của anh hai luôn á. Hiền lành, dạ, thật sự. Em gái có thích không? Dạ, thích. Thích người dạ. Chị vậy đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì cảm ơn có em. Duyên hay không nha, tùy Vũ thôi. Bây tùy giờ thì duyên nợ nằm ngay chỗ này. 2, 3 mở rào. Chuyện còn lại là của Vũ đó. Vũ bắt đầu đi. Nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Vậy em đang không biết nói gì. Trời ơi. Mình tập nói đi. Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em cũng không tặng hoa bao giờ. Rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng. Em đưa vậy thôi đó hả? Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Nó nằm chỗ đó đó. Rồi ngồi rồi, đi thôi, hai bạn ngồi đi. Đây chị hỗ trợ cho anh. Dạ em chào anh. Em nhiêu tuổi rồi, nãy em chưa nghe rõ. Dạ em 35 tuổi. Ôi 35 nhìn không ra luôn á. Tôi nghĩ 25 không đó. Dạ em cảm ơn anh. Có mấy người theo đuổi rồi? Dạ em cũng có tìm hiểu một số người. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau không? Cho nên là không có tiến xa được. Khác nhau làm sao? Có thể là khác về sở thích hoặc là khác về quan điểm sống. Công việc của anh có vất vả lắm không? Không em, anh làm ngày có 2-3 tiếng à. À, vậy là có người hỗ trợ hay là... Đúng rồi. Dạ. Thu nhập của anh có ổn định không anh?
Anh cũng biết mà, tại thường thường anh làm thì nhiêu thì cứ quay vòng vốn thôi, cho anh không có thu nhập sao. Doanh số cao thì hưởng nhiều, doanh số thấp thì bắn rớt thì doanh tiền ít thôi. À, thời gian rảnh thì anh thường làm gì? Đọc sách, tập thể dục. À, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh cũng biết thôi em, anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá. Anh cố gắng để xem em nói gì, nhưng mà thật ra nó kiểu cũng được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh, chứ em đâu có biết quan điểm là sao. Bởi vậy em không quan điểm, chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À, thích nhau là yêu thôi hả? Dạ. À, tội nghiệp này quá ta. Rồi đó giờ em yêu ba mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em có nói gì vợ em yêu anh, yêu em hả? Anh thích em này kia không? Em ít nói lắm, em không nói. Không có nói luôn. Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2 em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà vậy không? Ít lắm. Em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ thật sự là tâm nguyện quyết định của anh hai em. Tại vì anh hai em quen ai hay là cưới thì sao thì thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À, thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em, 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết. Em thấy như sao? Dạ, thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Bản tính em nó trầm tính lắm, em không làm được. Có lẽ anh hai ít có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu. Theo anh nè, gọi điện cho anh thường xuyên. Dạ. Anh sẽ có cách để trao đổi với em. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Thì sao để người ta thương mình được? Em cũng không biết, tự người ta thương em mà em thương lại đây. Hoặc là em thương người ta thương lại thì em không chứng minh được. Ủa người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết người ta thương, em thương người ta chứ. Nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu. Đúng không? Thật ra Vũ rất là hiền, Vũ không phải con người xấu đâu. Vậy giờ tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn tham gia chương trình? Bạn không biết. Bạn không biết. Kiếm bạn vợ. Muốn kiếm vợ. Vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ? Khó, câu này khó. Để tôi trả lời. Thật ra là bạn không nói được. Thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm. Hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn. Thật ra bạn rất muốn nói là yêu, nói dĩ nhiên là không có yêu được liền trong cái lúc này đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ. Đúng rồi bạn có sự nhiệt thành. Đúng rồi, Ngọc Lan hiểu ý á. Nhưng mà tại tính từ nhỏ lớn là gì. Nó khó quá. Mình không biết nói làm sao nữa. Không biết nói làm sao. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Bạn phải làm cách nào để bạn, nếu mà bạn hiện tại nè, nếu mà bạn đang thích cô gái này, rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi. Nhưng đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút. Tại vì chúng tôi không bấm nút dùm cho bạn được. Bây giờ em thấy quen dữ lắm. Đó vậy đó, cứ tới luôn đi, tới đi. Không quen thể, rồi sao nữa. Không biết quen ở đâu, gặp ở đâu thì anh không biết. Rất là quen. Có thể là em giống người quen nào của anh. Tại vì ở Kiên Giang thì em đúng cũng em ít. Trà Vinh phải không? Dạ, em đúng cũng rồi. Ít đi lên trên đó lắm ạ. Dạ. Hẹn người ta đi chưa chơi. Chưa bấm nút mà sao hẹn? Tưởng tượng ra một cái hình ảnh sẽ hẹn hò. Bây giờ anh hỏi dạ. Em nha. Dạ. Em thấy cái người đối diện đó em có thích không? Có hợp với ý em không? Dạ. Hợp sẽ vậy cũng sạch. À. Có cái mắt kiến đó. Em cần mấy độ ạ? Dạ em 3 độ. 3 độ. Thí dụ giờ bạn em thích bạn gái đó, bạn gái Trà Vinh. Dạ. Bạn ấy nói giờ em ở đây kẹt rồi, em không đi Kiên Giang được. Em có xuống Trà Vinh thăm bạn gái không? Dạ thì xuống nha.
xuống không? Đó là phải xuống rồi, chạy xuống. À phải xuống ha. Yeah. Rồi bây giờ nè, từ từ. Ví dụ như ngày hôm nay bấm nút hẹn hò, thì cái lịch mà bạn hẹn hò với cô gái này á, nó như thế nào? Một tuần bạn đi Trà Vinh thăm cô gái này bao nhiêu lần? Hẹn hò ra sao? Chắc phải nửa tháng, một tháng mới được lần. Nửa tháng, tháng mới được lần. Lý do tại sao lâu vậy? Công việc nữa chứ không bạn phải. Bạn nói với tôi nãy là một ngày bạn chỉ làm có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, nhưng mà ngày nào cũng phải làm chứ không có. 2-3 tiếng đồng hồ bạn làm xong rồi bạn đi qua bên đây bạn thăm người ta. Không được. Không được luôn. Nửa tháng mới gặp nhau một lần thì em thấy có phù hợp với em không? Dạ nửa tháng cũng được chị. Rồi. Bây giờ nè em gái. Không qua được chuyện rồi đó. Giờ là em gái. Thật ra anh Vũ này cũng dễ thương lắm, bởi cái bản tính vậy thôi. Chứ thật ra anh là người tốt đó. Vấn đề là em có thể thay đổi anh được hay không thôi. Nếu em thấy đây là người có thể thay đổi được, thích nghi với mình theo thời gian được, thì mình cho anh cái cơ hội. Vậy thôi. Quan trọng là em thôi. Em có bấm nút không? Dạ bấm. Em có thích cô này không? Cảm giác thấy gần gũi. Gần gũi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quan trọng là em thôi. Hết thời gian. Đúng. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, chuyện gì đã có rồi đó. Em cảm nhận là em chưa được hiểu anh này lắm. Đúng rồi. Anh chia sẻ ít quá. Đúng rồi. Khó hiểu đó. Đã, hơi khó hiểu. À, thôi thì nó đã vậy rồi, không thể nào khác được ha. Sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái đó. Em rất là dễ thương luôn. Rồi cũng sẽ có người bấm cho Vũ thôi. Dạ. Yeah. Đến đây chúng ta đành phải chia tay thôi, không có duyên nào gì hết. Vâng, lời nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào anh toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân. Và lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em năm nay là 28 tuổi, hiện tại là em làm việc tự do, em có nghề buôn bán quần áo, em vô sĩ ở chợ. Cái thứ hai nữa là em có nhà cũng có nuôi tôm. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Chị hôm nay được chương trình em thấy rất là may mắn. Nói quá trời nói luôn á, mà cuối cùng không biết tên là gì luôn á. Em tên gì? Nguyễn Minh Tân. Bao nhiêu tuổi Tân? 28 tuổi anh. Quê Tân ở đâu? Ở ấp Xẻo Xu, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Rồi mình buôn bán ở đâu? Em buôn bán bỏ sỉ quần áo anh. Mà ở đâu? Ở tùm lum hết trơn, tại bỏ sỉ ở chợ mà. Tùm lum là sao? Nói chung là em lên Sài Gòn này á, em lấy đồ về em bỏ sỉ các cái chợ. Chợ ở dưới Sóc Trăng á hả? Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì cũng có. À, đi hết luôn. Dạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyên Linh, chào bạn trai bên cạnh, với lại chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Giàu, hiện tại là em ở Tiền Giang và làm việc ở Tiền Giang luôn ạ. Dạ, năm nay em 30 tuổi. Vậy là lớn hơn đây 2 tuổi đó em trai. Được không? Dạ, anh thấy tuổi tác trên lệch 1-2 tuổi nó cũng không thành vấn đề gì. Miễn sao về lo cho cuộc sống nửa đời còn lại, không lo cái ăn cái mặc là tốt rồi. Nửa đời chưa có nửa đời, giờ còn lo nửa đời còn lại. Lo xa quá. Dạ. Em có gì nào bán ở chợ Mỹ Tho không? Dạ không anh, em chỉ bỏ sỉ từ Hậu Giang đổ lại thôi. Thì giờ mình bỏ sỉ Mỹ Tho cũng được đúng không? Cô kia ở Mỹ Tho đó. Dạ. Tiền Giang em hả? Dạ Tiền Giang đó. Huyện nào? Dạ hiện tại nhà em thì ở huyện Tân Phú Đông. Còn em đang làm việc ở huyện Châu Thành gần Mỹ em Tho ơi, hiện tại em đang làm gì em? À, hiện tại em là nhân viên bên tài chính anh. À vậy đó hả? Hồi nãy em có nghe là anh nói là nhà mình nuôi tôm đúng không anh? À đúng rồi, anh ở Sóc Trăng, xã Vĩnh Tân, ở đó là giáp ganh với Bạc Liêu, giáp ranh ganh với cái thành phố lớn á. Thường thường đi thành phố Bạc Liêu thì thường xuyên hơn thành phố Sóc Trăng, tại lên cái thành phố nó xa quá. Biết hát bài Sóc Trăng không? Dạ ca cổ thì em làm được. Ca cổ sao đâu lên câu coi. Sáng hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm, anh vội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc. Nhìn xác pháo gơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Em ơi đọc thư em anh mừng muôn khóc, đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên. Trời hay quá.
Hay quá em gái. Dạ hay ạ. Rồi em gái có những ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi. Dạ ưu điểm của em thì cũng biết hát chút xíu. Còn khuyết điểm thì cũng hay quên. Đi làm thì hồi đó giờ em cũng ít có nấu ăn, cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon. Em hát cải lương được không? Cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm. Em hát nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi. À vậy á, thì hát đối lại bển đi. À, cũng có lý do cho nên em mới hát bài này. Đáng lý bữa nay á, là em đi cùng với mẹ lên đây, nhưng mà vì xe trễ xe á, cho nên là mẹ em lên không có kịp. Cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai, vừa tặng MC, vừa tặng quý vị khán giả, tặng cho mẹ luôn. Rồi rồi em hát đi. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cuộc thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi hát hay quá à. Bữa nay làm sao mà trễ xe mẹ? Tại vì mẹ em ở dưới, ở đó là huyện Tân Phú Đông, cho nên là muốn đi qua bên đây thì phải qua một cái đò. Chỉ có một chuyến xe thôi, cho nên là đi là phải đi sớm, phải 4 giờ khuya dậy sớm, cho nên mẹ bị trễ xe. Vậy hả? Dạ. Em cũng tính quay về rước mẹ, nhưng mà lý do là hôm qua nay em đi làm ở Sóc Trăng á, em cũng mới về cho nên là em không kịp. Ủa mày làm gì đi Sóc Trăng? Tại em đi công tác, em đi gặp khách á anh. Thành ra em ơi, nào đi Sóc Trăng thì nhớ cho anh biết để anh đón em nghe, làm tiệc đón nghe. Dạ. Dạ em. Ôi, bạn trai em phải cho bên đàn gái biết một chút về đường tình duyên của em đi. Lên đây thì em đã cũng nói thiệt, nhiều khi nói thiệt cái người ta thương liền à. Mà đã từng có gia đình trước á, là em không chịu người đó, nhưng mà nghe lời cha của mẹ, nói chung là sự hiếu thảo thì đứng đầu. Em chịu thời khoảng chừng năm mấy rồi, vợ nó cứ lèn ngàn lèn hoài, nó đi lên đi xuống rồi lên, nó về hoài vậy đó. Sanh xong rồi em bao xe tới rước về, nói chung là lo hết từ A đến Z luôn. Rồi con phải chừng được tuổi mấy gì đó, rồi nó ẩm gì chảnh xong rồi xuống xong rồi cái nó viết đơn ly hôn luôn. À xách cái tờ giấy ly hôn ra nghe, từ cái trong cái ngã năm mà đi ra cầu thiệt em rớt nước mắt luôn. Còn cha còn mẹ để con nó bơ vơ á, thiếu thương, thiếu đi cái tình cảm của người cha thì em rất là buồn luôn. Em thấy nên là con tim chết lặng vậy đó. Giờ nói chung là em mong tìm một cái người bạn này chung chí hướng để xây dựng một tình yêu, xây đắp cái tình yêu gia đình hạnh phúc và trên thận dưới hòa, trong ấm mà im. Gia đình vậy là hạnh phúc rồi, đừng có mà có chồng rồi mà lèn èn không được. Em nói thiệt, em ghét ai mà nói vợ chồng xưng mày với tao lắm. Đâu đó phải anh với em. Với lại bây giờ em sợ cái cảnh sao mà giống như không phải ngày xưa anh. Ngày xưa là lâm xanh mà thương xưng nương á. Mẹ chồng học cũng thương quấn chết tại ngã ba đường mà Hồng Khôn á, em phò chợ anh Lâm Xanh á. Còn bây giờ không có anh, sao mình yêu đương gì cái hình tướng, mà còn ngày xưa người ta yêu đương gì cái nhân phẩm, cái phẩm hạnh của một người con gái. Rồi người con gái thương người con trai cũng vì một cái sự hiền từ chằng minh, mà ngày xưa mà công chúa Bình Nga vậy đó, lo cho ăn học Đỗ Trạng Nguyên đó. Người si mà Đỗ Trạng Nguyên rồi vua hoàng thượng mới thấy là giỏi quá, công chúa Bích mới gả công chúa Bích Văn cho vậy đó. Mà chằng minh cũng dệt lụa đó ha, Trần Minh cố chú vậy ha. Dạ đúng rồi, rồi. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng giống như bạn trai bên kia, em cũng từng có gia đình rồi. Ly hôn thì được 2 năm, ly thân 1 năm là 3 năm. Vậy á. Hiện tại thì em đang có hai bé trai và bé gái. Bé gái thì ở về bên pháp lý thì bên cha, còn em thì nuôi bé trai. Nhưng mà vì lý do là hai nhà gần á, thì em thì đi làm, em ở trên đây. Còn con thì em gửi cho mẹ em giữ. Lại từ nhỏ là nó đã đi theo mẹ em không à. Cho nên là hai bên gia đình không có cấm cản là bự bắt ai hết. Em lý do gì mà em chia tay với chồng mình vậy? Chung là hồi đó hai vợ chồng em thôi thì cũng đơn giản lắm. Sống lúc đầu mới cưới về thì sống riêng, tự lập riêng. Xong rồi thời gian rồi cái em về nhà sống chung, rồi mâu thuẫn từ trong gia đình đó. Nói chung là hai bên cũng đều đã lỡ chuyến đò nha. Em mong muốn một người phụ nữ thế nào? Em mong muốn là một cái người phụ nữ phải đoan chính, phải dịu dàng, hiền từ, lời ăn tiếng nói nụ cười, phải giữ gìn ý tứ, nói năng mà sổ sàng, bữa củi phân ngang. Cha mẹ nói thì cha mẹ hay lớn tuổi, ví dụ con cái cái gì không biết thì cha mẹ cứ gầy la, chứ đừng có mà hả ông bà nói là bữa lại được, em không chịu nữa thiệt. Vậy cho bây giờ là... em mong muốn là cái người đàn ông của em là sau này sẽ như thế nào?
À, em cũng chỉ là mong một người có thể lo cho gia đình được, không có quá nhu nhược quá, có thể quyết đoán được trong mọi chuyện. Cái vấn đề đó anh giải quyết được em ơi. Dạ. Ông nói nhiều chút được không? Dạ không, em cũng thích nói nhiều lắm. Thích nói nhiều đúng không? Dạ đúng, đúng luôn rồi đó. Em cần nói nhiều hơn em nữa. À. Nên nói đúng nha, đừng có nói bậy. Nói nhiều thì nói đúng, nhưng mà đừng có nói nhiều mà nói chuyện nói chật. Đúng rồi, nói nhiều mà nói bậy là em không thích. Nói sách thánh hiền là được đúng không? Đúng rồi chị, em thích đọc sách thánh hiền lắm á chị. Thường ngày em nghe sách của huynh trưởng Bế Thiện á. Ngày nào đó cũng về hợp với mẹ em lắm á. Về hợp với mẹ hả? Ủa rồi bây giờ sao, lại về là có em có sợ làm dâu không? Có ngại làm dâu không? Dạ không, đó giờ em cũng không có sợ. Nhưng mà miễn là thí dụ như nếu mà nói về làm dâu thì miễn mẹ chồng thông cảm cho con dâu, thí dụ như có sai thì cứ em tán em thì thích là sai thì cứ việc nói liền. Có vấn đề đó em yên tâm em ơi. Chứ em không nói thích chung mà là nói sau lưng hay là đừng có nói sau lưng nghe, không có vừa lòng là nói ngay mặt, cứ nói nghe. Ngay mặt em là được rồi. Đúng rồi, người ta đang ngồi quay lưng này đây á, đừng nói sau lưng. Cặp này có thể nói chuyện nhau được rồi đó. Hôm nay em đi với ai? Bữa nay em đi với một chị đồng nghiệp làm chung. Đồng nghiệp đúng không? Dạ. Em là Huệ Ngọc, em xin chào chương trình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bạn em trai. À, em là đồng nghiệp của Giàu. Chị thấy em trai này cũng được thì em hai đứa tìm hiểu. Vậy là ổn rồi. Em đi với ai em trai? Hôm nay là em đi với em ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào chị. Chào quý vị khán giả. Dạ em thấy chị gái này dễ thương, xinh xắn, hiền đó. Anh em thì ngoan, hiền, chịu khó. Em mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu ạ. Thôi, rồi, mở rào. Bắt đầu nha, nhiệm vụ của em đó. Có thể lên cầu vòng cổ rồi lấy cảm tình cô gái không? Bước tới lên cầu vòng cổ luôn được không? Cầm quà tới đưa luôn. Đứng lên tặng quà kìa. Bắt đầu. Anh em tặng em đặc sản Sóc Trăng với một hộp kẹo của Bến Tre. Anh mong rằng qua chương trình này hai đứa ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, và mong rằng tình cảm của chúng ta được càng ngày càng được yêu thương, đông đầy, vuông tròn và ngọt ngào như hộp kẹo anh đã tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cái này thì không có giá trị nhiều, nhưng mà đó là một cái móc khóa xe. Ví dụ như sau này mà mình có duyên á, thì thí dụ như ở nhà thì có em, nhưng mà ra đường thì anh nhớ chắc lên xe em cũng theo anh. Anh cho em hỏi là mình ở dưới mình nuôi tôm đúng không anh? Nhà anh nuôi tôm đúng rồi em. Nhà em cũng có nuôi. Ủa nãy em nói ở đâu mà ở anh nghe không rõ? Huyện Tân Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông. Ở dưới là nuôi tôm nhiều lắm, dưới chỉ nuôi tôm thôi, nước mặn nuôi tôm thôi. Nói chung là hôm nào có đi Sóc Trăng thì điện anh để anh tiếp đón em ha. Dạ. Lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy cô ấy sao? Nói chung là em thấy em này rất dễ thương. Nói chung là tánh tình, nói chung là nói chuyện ngoan đạo đó. Nói chung là nói chuyện em thấy em cũng nói chung là thích đó anh ơi. Thấy thì được, nhưng mà có cái là em cũng hơi hơi ngại cái vụ tuổi tác á. Em sợ là đâu có vấn đề đâu em. Tuổi tác bây giờ trên là 53 tuổi không có thành vấn đề gì, miễn sao sống nó tốt hạnh phúc rồi rồi đâu. Ông bà mình nói nhất gái hơn hai gì trai hơn một mà. Dạ đúng rồi đó, là nhất luôn á. Nói chung là thông qua chương trình này, anh từ ở Bạc Liêu mà lặn lội đường xá xa xôi, ngăn sông cách lộ, vượt thời gian đến đây, là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương, chứ không phải đến đây để vui chơi, đến đây mà để làm cái chuyện vui là không có. Em ở đây là cả một cái chân tình, cả một cái trái tim đầy yêu thương, đến đây là quyết định để bấm nút đó. Quyết liệt rồi đó. Nhưng mà em quan điểm cho hôn nhân gia đình thế nào nói cho cô gái nghe đi. Em mà về, nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống, nói chung là việc làm thì nói chung anh có thể kiếm cho em. Nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi, còn có việc làm thì càng tốt hơn. Còn không có thì anh có thể lo cho em được. Nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên. Em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em và kính chị nhường em. Nói chung yêu thương hết. Anh em hỏi là nhà mình có đông anh em không anh? Nhà của anh thì 5 anh em, 4 gái 1 trai. Đứa em út của anh ở đây nó làm Sài Gòn, anh hiện tại đang làm dưới quê. Em thì nhà chỉ có hai anh em thôi, anh trai với em thôi. Mà con anh sống với anh hay sống với... Con anh hiện tại là nó sống với anh mẹ đó. Nói chung là tháng nào anh cũng có ré cho tiền. Nói chung là tình cảm cha con. Em với anh có duyên á, thì anh có ngại về vấn đề con em không? Tại vì con em hiện tại là em đang nuôi một bé.
không đâu anh không có ngại gì cái quan điểm đó, mà quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt, lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn, đặng có công danh với đời á, là anh có điều đó anh tiến tới. Em sợ là lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông mà không quá nhu nhược, có thể quyết đoán, lại như em sợ ảnh hưởng người khác. Ví dụ như anh thì anh không chấp nhất mấy chuyện đó, nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân, người nhà và tiếng nói xung quanh. Em ơi, anh thì nói một thì một, hai là hai à, chứ không có vụ mà nói một hai ba, không có. Tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó, lúc đầu cũng vậy, sau này cái ảnh hưởng người thân rồi cho nên là mới gãy đổ tới bây giờ. Nói thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em thì anh cũng cho cha, thiệt tình là anh cho cha mẹ lên đàng hoàng, chứ không phải là quen nhau và bữa cửa giữa đường anh không có. Dạ. Hỏi vậy bữa cửa bữa đường em không chịu. Nếu mà người thiệt là anh phải cho cha mẹ anh lên để tiến đến cái sự xa hơn, hai đứa về chung một nhà. Ở Sóc Trăng là anh nói nãy, anh nói ở huyện gì anh, em quên anh rồi. Anh ở huyện Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Vĩnh Châu là đi xuống, anh đã ở đoạn giữa là giáp ranh với Bạc Liêu. Từ Cù Lao Dung xuống đó xa không anh? Từ Cù Lao Dung xuống đó khoảng 50 cây số à. Xa dữ vậy hả? Trời, đâu có xa, đường bây giờ nó lắng lẫy luôn chứ đâu có xa đâu em. Chạy chút xíu à, còn nếu mà em có ngại thì anh lên rước. Hỏi như vậy. Rồi bây giờ em bước tới, em nắm tay để truyền cảm xúc với nhau tận đáy lòng của mình, rồi có thể hát một câu nào đó tặng bạn gái, nhìn thẳng vô mắt luôn, nắm hai tay nhìn thẳng vô nhau. Em xấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng, anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Hay vậy? 10 năm lạc lối phải không em, 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền. Trời ơi. Nhìn nhau rồi em gái hát đi. Cái này em bị gài nữa. Hát cái gì đi. Đó. Dạ, nó nghe nè, hai cái giọng của tụi em á giống nhau á, hát bài chung đi. Ừ. Nhớ nát lắm nút nha. Nhưng lắm đồng kỳ lắm. Ừ, hát bài chung đi cưng. Dạ, giờ muốn hát bài chung á. Anh Hoa, giờ em muốn song ca luôn nè. Anh biết hát bài gì không? Biết hát bản bài Hai Đứa Mình Yêu Nhau mà. Rồi vậy anh hát, hình như là em hát em trước. Em hát trước đúng rồi. Một câu thôi nha. Câu thôi. Sáng mai đây anh ra biển mái trường, và biệt con đường vàng lá me bay. Ngày hai ta chiều đi qua lối đó, anh thấy em nói cười, anh để ý anh thương. Trời ơi, hòa hợp quá trời đất luôn. Trời đất quá trời hợp luôn. Mong rằng qua chương trình này là hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chứ anh thấy em thì anh cũng ưng rồi đó. Qua lời ăn tiếng nói nụ cười, qua tươi đẹp cũng bởi màu hồng, người tươi đẹp cũng bởi tấm lòng thủy chung. Qua đẹp thì phải có mùi xưng, gái đẹp thì nhờ cái nách na dịu dàng. Cho chàng quá tay ạ. Quá dữ luôn. Em qua ghế này ngồi luôn đi. Em quyết định em lên đây là anh biết cái đường xa mấy trăm cây số mà lên em phải bấm nút em mới lên chứ. Thì đặt bấm thì là đặt vô liền. Dạ. Bấm là đặt vô liền. Đây, để tay trái kìa. Rồi nè, 1, 2, 3, có bấm không nè? Nữ. Rồi bấm luôn rồi đó. Nhớ nát bấm nút nha. Nhưng bấm đồng kỳ lắm. Chúng ta một, sẽ quyết định hai, bằng 3 tiếng đếm. Trời ơi. Rồi. Bấm mà nhọc nhằn quá. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Dạ. Xin phép má cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, với em. Xin phép được hôn cái con gái em. Nhớ bạn gái tên gì không? Không nhớ. Bạn tên gì không nhớ? Trời đất ơi, nói đã xong rồi xin hôn rồi luôn. Thôi để chừng nào anh nhớ đi, rồi tự anh ráng gì anh nhớ giận đi. Rồi đó, giận lẫy rồi đó. Giận luôn. Giận luôn. Nhưng mà em có nhớ tên bạn trai không? Em nhớ như là tên Tân anh. Tại vì em có thật xấu là em hay quên, chứ không có gì hết trơn á. Ngoài ra cái đó là cái gì cũng tốt hết. Em nghĩ em là ngoan đạo ghê luôn á. Thiệt à. Bây giờ em nói đi, sao chỗ cho cái tên lại đó. Nói chung là ai chửi ta thì ta giả điếc. Chờ người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên. Thì không có lấy gao ra giận hờn, thù quán. Nói đi, nói cái ôm cái coi. Bắt đầu nè. Dạ, anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ, lớn không có sao. Tên gì? Ngọc Dao. Chúc hai đứa sẽ sớm
về chung một nhà nha. Dạ. À, mình là Nguyễn Hoàng Vũ, đến từ Long An. Long An. À, hiện tại thì mình đang làm nghề sửa và bán điện thoại di động. Mình nay 40 tuổi. Tên là gì? Dạ Nguyễn Hoàng Vũ ạ. Nguyễn dạ. Hoàng Vũ nha, 40 tuổi. Dạ. Sửa điện thoại di động ở Long An, mà ở huyện nào Vũ? Dạ em ở Đức Hòa, Đức Huệ anh. Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ. Mời nhà gái. Mình giới thiệu một chút về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh chào và em. Bạn trai bên cạnh. Em tên là Trương Thị Kim Hằng. Năm nay em 40 tuổi. Hiện em đang ở quận 7 và làm việc ở khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè. À, công việc của em là kế toán. Kế toán? Dạ. Bằng tuổi bạn này là kế toán nha. Người đây bán điện thoại di động, bên đó thu tiền. Là hợp lý luôn. Vũ, ưu điểm, khuyết điểm của Vũ như thế nào? Dạ, em thì... có lẽ khuyết điểm lớn nhất của em là hơi lazy, có nghĩa là làm biến dọn dẹp nó hơi bầy bộn cho anh. Dạ. Sửa điện thoại đôi khi liền tùm lum la. Cũng rồi, nhiều khi các bạn em nhìn không ra các bạn luôn. Bạn sửa nhìn không ra. Còn về ưu điểm thì nói chung em cũng làm được nhiều thứ, có thể là trong lĩnh vực về thể thao thì em chơi được nhiều loại môn thể thao, quay lội, võ thuật này kia. Còn lĩnh vực ăn uống thì em vẫn nấu được nhiều món ăn và thích nấu những món lạ. Còn thí dụ như nghề nghiệp thì em cũng tóc thì đen em tự cắt. Giờ là cái kiểu tóc gió thổi bay. Và coi như là em cũng thích trải nghiệm những cái hết, nhưng mà cái nghề chính của em là nghề điện thoại di động. Là em cũng từng nhận 4 đệ tử rồi cũng ra nghề rồi. Đây bên bên bạn nữ nói về cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em nhận thấy là mình hiền, cũng vui vẻ, hòa đồng. Có nhiều sở đoản giống bạn nam không? Dạ không, em thì thích sạch sẽ hơn. Tính thì cẩn thận, tỉ mỉ ạ. Có nghĩa là bạn bên kia vẫn bừa bộn, mình dạ. Bên đây mình dọn. Ừ thôi kệ đó. Nhưng mà dọn ngoài là cũng mệt đó chị. Không, thực ra bên đây rất là tỉ mỉ nha. Dạ. Làm sửa điện thoại di động mà tỉ mỉ từng con ốc nhỏ nhỏ, từng con chip. Dạ. Bé tí luôn, rất là tỉ mỉ luôn vấn đề. Nhưng mà thường các kỹ sư làm kỹ thuật này kia đó, họ bày tùm lum hết trơn mà không muốn dọn. Mình làm cái đầu óc mình rối, mình chỉ tập trung cho công việc á, cho nên nó hơi bề bộn. Đúng rồi, hơi bề bộn thôi chứ có gì đâu. Phải cần khéo tay dữ lắm. Nhưng mà làm xong mình có dọn dẹp không anh? Dọn cũng có dọn, nhưng mà nói chung nhiều ngày đó lại cái nó dọn đóng, cái là mình lâu lâu mình phải dọn lần. Lâu lâu cũng khiếp lắm. Khoảng chừng cũng không có cố định thời gian nữa, mình cảm thấy nó hơi bề bộn là mình dọn. Vài tháng dọn lần. Chị hỏi em nè, em nấu ăn ngon không? Dạ, cái đó là khuyết điểm của em. Em không biết nấu ăn à. Em không biết nấu ăn đúng không? Vì mua qua người ta nấu ngon. Dạ. Bên đó người ta nấu ngon thì để người ta nấu, còn bên đây bên đó người ta bừa bộn để bên đây dọn. Bên đây nấu bên kia dọn. Ừ vậy đi. Bên đây ăn bên kia rửa. Dạ. Dạ luôn đó chị. Rồi tình duyên em sao nè? Dạ tình duyên thì em cũng lộng động ạ. Trước thì mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi. Cách đây cũng lâu rồi, thời điểm đó chắc khoảng tầm 20 hơn. Ừ, 20 tuổi hơn á. Đến nay thì chưa có mối tình chính thức nào nữa. Chưa có mối tình, tìm hiểu sơ sơ rồi thôi ha. Dạ. Đường tình duyên bằng nam thế nào? Dạ, nói chung thì cũng nhiều trắc trở anh. Trắc trở. Nói chung mà nếu mở một mối tình là một vết sẹo thì chắc người em lưng đầy sẹo quá. Trời đất ơi. Trời em dễ sợ vậy luôn. Tự thuyết. Để chị coi cái em dễ sợ quá. Trời ơi. Dạ chào, án mộ chị quá, thôi lợi cho em phát tay nha chị. Cứ... Dạ. Không dám giờ mình gái kia để nó bị. Trời ơi. Bên đây người ta chỉ có một mối tình duy nhất mà cách đây cũng nhưng lâu lắm rồi. Là... bị nói chung là cuộc sống cái duyên số đu đẩy là em cũng hay bị người ta bỏ không mà chị, chứ không phải là em ấy. Có mấy mối tình mà có thể sâu sắc nè. Dạ thì hồi năm em học sinh viên á, là em có quen với một cô gái, cô đó quận 6 luôn. Hồi đó cô đó thương em nhiều lắm. Nói chung là mối tình cũng trải qua khoảng 2-3 năm. Trong cái sự mà thương lo đó thì từ từ cô ấy trở nên muốn chiếm hữu, rồi lại giống như hung dữ, rồi ghen tuông dữ lắm. Thì nói chung mình cũng có tạc, phải có lửa mới có khói, mình công nhận. Rồi số cuộc em chịu không nổi, rồi em chia tay. Thì em quen tới người thứ hai, thì người thứ hai tới là bắt đầu ghen lại người thứ hai. Thì em cũng la hoài, nó quản không được, rồi phải chia tay. Thì mối tình thứ ba quan trọng nhất là mối tình với lại người vợ của em sau này. Vợ em thì nhỏ hơn em 10 tuổi, có 2 con. Nhưng mà nói chung là em cũng cố gắng giữ gìn cái gia đình 10 năm rồi. Nhưng mà khi mình cuộc sống mà ta nói yêu nhiều khổ, mà khi mình càng cố gắng giữ gia đình thì bên phía kia lại nghĩ là coi như là mình không thể bỏ buông tay được. Rồi em phải chịu đựng nhiều năm, nhiều tháng. Cho nên nói chung nỗi đau em giờ nó sâu dữ lắm. Bây giờ hai người con nó ở với ai? Hai đứa con ở với bên ngoài. Con em lớn chưa? Con em đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi anh. Trai gái đủ hả? Hai đứa gái anh. Hai đứa gái luôn. Nhưng mà giờ em nhớ từ nhỏ cái em đau cho nên em bắt buộc em phải bỏ buông hết. Mà thì em buông làm buông được.
Nhưng mà hai người có làm giấy tờ ra ly dị này kia xong hết lâu rồi. Ly dị xong hết dạ. rồi. Dạ đúng rồi, ly dị xong hết. Bây giờ buông luôn để em làm gia đình mới, để em tập trung, để em tập trung công sức, tập trung tâm hồn, tinh thần để em lo cho gia đình mới. Bạn gái cảm nhận thế nào về câu chuyện ở bên đây nè? Em nói cái cảm nhận của em đi. Em thấy qua cái cách anh nói chuyện á thì ảnh cũng còn thương á. Không. Chứ không phải là ảnh đang bị thương thương hai đứa nhỏ thôi. Dạ. Thì giờ ảnh khi ảnh bước lên chương trình này thì ảnh cũng nói như vậy để cho em hiểu là ảnh buông hết rồi. Dạ. Bây giờ em gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thì muốn tìm một bạn nói chung là phải chín chắn trong suy nghĩ. Ừ. Lập trường cũng phải vững nhưng mà không gia trưởng. Nói chung nếu anh ấy biết nấu ăn á, thì cái đó thì là một điểm cộng rồi. Tại vì em không biết nấu. Ừ. Em có cái đòi hỏi gì về ngoại hình không? Ngoại hình thì em là khá nhỏ con rồi thì em nghĩ chắc mấy bạn trai cũng phải cao hơn em. Dạ. Cao hơn em chắc rồi, yên tâm. Rồi, còn em trai? Dạ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Nói chung thì cũng vừa người, đừng mập quá. Ừ. Thì ốm xíu thì em nuôi mập cũng được, tại vì em cũng biết nấu nhiều món tây của ta lắm. Cao thì khoảng chừng 1m50, 1m55 trở lên cũng được. Nói chung em cũng dễ tính. Với phụ nữ mà đừng nên dùng chữ mập ha. Được anh ha. Chữ mướp miếp dễ thương thôi. Mũm mỉm là cái miệng mũm mập nó đụng chạm hơi nhiều. Em xin lỗi, xin lỗi. Em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích gia trưởng. Ừ. Em không thích hút thuốc. Ừ. Nói chung nếu được thì anh kỹ sạch sẽ một chút. Tại vì em quen với cái việc ngăn nắp không rồi. Nhìn thì sạch sẽ. Nhưng khi làm việc thì nó cũng dạ, trong làm việc xong thôi. Dạ. Trong công việc thì nhiều khi mình có dầu nhớt máy móc đồ thì cái đó thì chấp nhận thôi ạ. À. Rồi, đó là cái trao đổi mới có qua cái rào này thôi. Dạ. Bây giờ mình sẽ mở rào để hai bên cùng trao đổi nha, dạ. cho nó rõ hơn. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Nè, tặng em. Dạ. Em cảm ơn. Em cũng muốn quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có thể xem. Cốc đôi. Dạ. Mở ra đi cưng, mở ra coi dạ. là gì em cưng. Thấy rồi, cốc đôi. Cốc này cũng được, đẹp. Nhưng em là em sẽ có biết em họa lên liền. À, sao mà em mê đủ ngày hết, em cũng không biết nữa. Sáng cà phê uống trà nhớ bạn tặng ha. Dạ, em cũng thích uống trà lắm. Rồi. Dạ. Rồi, hai bạn trao đổi với nhau nào. Cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao? Nói chung là cũng ổn. Dạ. À, em thấy anh sao? Anh thì em thấy cũng ổn. À. Còn về cái sâu về anh á thì em nghĩ là chắc phải có thời gian tìm hiểu thêm. À. Chứ qua chương trình thì mình cũng chỉ biết sơ về nhau thôi. Chứ cũng chưa có đi sâu lắm mà. À. Dạ. Anh muốn hỏi là sao em có kén lắm không mà sao đến giờ chưa lập gia đình á? Thì mọi người thì nói em là kén. Nhưng mà em thì bản thân em tự đánh giá thì em cũng không kén lắm. À. Nói chung là tình duyên của em thì cũng bị gọi là xui á. Thì sau một mối tình đầu tiên thì em cũng có tìm hiểu và làm quen thêm mấy bạn nữa, mấy anh nữa. Thì thật ra là mấy người mà em tìm hiểu sau này đa số là đã lập gia đình. À. Là hiện còn ở với gia đình. Hoặc là những anh mà đang có vợ mà trong cái giai đoạn mà gọi là vợ thai sản, hậu sản rồi đó. Thì nói chung thì em cảm thấy mình xui, mình gặp như vậy rất là nhiều. Khi mà em biết ra thì mấy anh cũng hứa hẹn cũng nhiều lắm. Nào là để anh thu xếp, nào là để anh ly hôn đồ. Nhưng mà toàn là lời nói không anh. Mà em cũng không thích là người thứ ba nữa. Tâm sự thấy thương không? Toàn là gặp mấy anh vậy không à? Dạ. Cuộc sống em có thú vui gì cuộc sống không? Em đi làm thì nói chung cũng từ sáng đến tối. Tại vì em làm tới 5 giờ rưỡi em mới về. Về tới nhà thì thường thường là khoảng 6 giờ rưỡi. Chủ nhật thì nghỉ thì ở nhà chủ yếu là nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa. Hoặc là rảnh nữa thì bạn bè đi chơi, đi mua sắm hoặc là đi ăn uống. Thì sở thích của em là đi du lịch, đi shopping, với lại ăn uống với bạn bè. Dạ. Mình cũng hay du lịch lắm. Mình hay ra bờ biển rồi du lịch canh ngày nha, canh thủy triều. Cái đặng xuống với tràn xuống bờ biển bắt ốc này kia rồi lên bờ biển nướng tại chỗ này kia vậy đó. Anh biết bơi không anh? À, bơi rất giỏi và mình có một cái tài lẻ là bất cứ người nào không biết bơi, nếu mình chỉ 2 ngày là sẽ biết bơi. Cái đó là một lời hứa. Em chỉ giùm anh chị Vân bơi giùm anh coi. Bây giờ là chị Vân là hết thuốc rồi. Chị Vân là bây giờ không có hồ nào chứa được chị Vân rồi. Chị Vân vui tính ghê. Mà chị tự nhiên không chị gần gũi, nhìn gần gũi ghê luôn á.
Thì bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình, giữ lửa yêu thương thế nào, mình trao đổi nhau đi, xem có hợp với nhau không. Em có thích đọc sách không? À, thỉnh thoảng em có đọc à. Em thấy sách khác với phim ở chỗ nào? À, sách đó, đọc thì mình động lại nhiều hơn là xem phim. Tùy theo cái hoàn cảnh mà mình đọc nữa thì có thể mình cảm nhận nó khác nhau. Anh thấy nó như vậy, thí dụ như mà sách á thì nó sẽ dẫn mình vô câu chuyện nó dễ hơn. Yeah. Và thí dụ như một cái hiện tượng, thí dụ nha, cơn gió lạnh chợt len len qua khe cửa, thổi rèm lá tung bay, thí dụ vậy đi. Yeah. Nhưng mà khi đưa vô cái hình ảnh phim thì họ chỉ thấy mình thấy phật vậy thôi, nó không có độ feel bằng. Dạ. Yeah. Vũ, em nghiên cứu về về gia đình hạnh phúc, em nghiên cứu về sách ha. Sau khi đổ vỡ thì nói chung thì sách một cái sở thích của em từ xưa tới nay, từ nhỏ là em tới giờ đọc chắc khoảng hơn 1.000 cuốn sách. Trời đất ơi. Thôi giờ nghiên cứu về sách hạnh phúc gia đình, về phụ nữ đi em. Chỉ về hạnh phúc. Anh cũng sau khi mà mọi chuyện đổ vỡ thì anh cũng bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu. Và anh chợt nhận thấy rằng thực sự hạnh phúc không phải là thứ dễ giữ đâu em. Có nghĩa là nó sẽ có hai tình huống. Một là phải có một người chịu đựng, và một tình huống là phải cả hai người giữ gìn. Trong tình yêu có một cái hormone mà sản sinh gọi là hormone tình yêu. Anh mới tìm hiểu là nó hormone oxytocin. Tức là mình sẽ sản sinh ra mối hại khi mình gần gũi thân thiết, nắm tay hoặc những cái tiếp xúc thân thể hoặc là những cái lãng mạn á. Nhưng mà để mà gọi là nó cũng gần như là lửa của hành tình yêu á. Nói chung là muốn giữ nó cũng không dễ đâu. Sau thời gian, thí dụ như giờ mình có thể làm người con gái đó cười nè, mình thấy là nấu món ăn ngon, nhưng mà sau thời gian cái những câu chuyện đó nó sẽ thành nhàm chán. Cho nên là nó cũng là không đơn giản để giữ danh một tình yêu đâu. Giờ nó nghiên cứu về hóc môn tình yêu nữa. Giữ luôn. Thôi bây giờ nè, quan điểm khoảng nếu chúng ta tìm hiểu được qua lâu thì mình sẽ kết hôn. Nếu như em thấy thường thường khoảng sau thí dụ ấy, để cho lady first đi. Nói chung thì em cũng là có tuổi rồi đó, thì gia đình cũng hói, thì nếu mà em với anh tìm hiểu mà cảm thấy mà mình hợp nhau, có thể đến với nhau được, thì em nghĩ đến cuối năm, còn nếu không thì sang năm ạ. Cuối năm. Còn anh thì sao ạ? Nói chung thì anh cũng cần ổn định cuộc sống sớm, càng sớm càng tốt kiểu vậy đó. Tại vì ở một mình thì cũng cô đơn. Dạ. Bây giờ trước khi quyết định thì em có thể nói một câu gì đó tận đáy lòng mình với cái người đối diện, suy nghĩ sau cái cuộc nói chuyện này như thế nào? Nói chung thì cũng duyên số. Có mấy đứa nó hỏi em, mày sao đường vậy, không có bạn gái đi đăng ký rồi này kia, rồi chạy lên chứ xuống chứ vẫn khổ. Nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ có thể tâm trạng thay mượn hai câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên thôi. Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng, người thì không bắt được bóng bao giờ. Cho nên khi thứ mình muốn không giờ mình kiếm được. Cũng lời lẽ dữ lắm luôn. Bạn này nhiều tài lẻ ghê á. Thôi giờ hát cho bạn gái nghe đoạn nào đi. Hay em có kỹ năng hát rồi em hát trước đi. Tại vì tự nhiên cái đề cử ngang cái anh hơi ngại. Em thì cũng không có tài lẻ nhiều. Thôi em tặng cho anh một cái bài thơ nho nhỏ nha. Anh đừng biết tên em trên cát, sóng xô cũng tan. Chết rồi, em quên mất tiêu rồi, rung quá. Bình thường anh có hay rung vậy đó. Giờ cũng đang đập bạc bạc. Anh đừng biết tên em lên cát, sóng xô bờ tan nát trái tim em. Nếu mà theo cái lối thơ nó sẽ như vậy. Dạ. Mặc dù mình không biết bài thơ đó nhưng sẽ diễn dạ. Theo như vậy. Thì đại khái là như thế. Rồi, bây giờ em trai có hát một đoạn nào tặng bạn gái không? À thì xin hát một đoạn để tặng bạn như làm quà. Anh mong một ngày đôi ta bước bên đường hai hàn hoa thơm ngát, nắm tay em thẹn thùng vuốt lên tóc em, và anh ôm em vòng tay ngất ngây. Tặng. Dạ. Khi chúng ta bấm nút thì chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân. Xin mời cả hai nhìn về phía màn hình. Nô xin chào chị Hồng Vân và anh Huyền Linh, MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, tên của em là Bích Vân và em là cô ruột của cháu Hoàng Vũ đây. Gia đình cháu không có ai đến dự được bởi vì tất cả mọi người đang sống ở nước ngoài. Dạ, ngay cả em cũng vậy. Thì chị thương cháu cho nên bây giờ đã là 1 giờ khuya của giờ địa phương. Nhưng mà em vẫn cố gắng là cái clip để gửi đến chương trình. Gửi gắm ông Mai và Mai, mong rằng sự mắt tay của anh chị sẽ giúp cho cháu tìm được một nửa bên kia, còn nửa còn lại. Xin gửi gắm đến cho bạn gái bên kia là hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào, cho nhau cơ hội nha. Và cái cháu của mình thì thuộc dạng hiền, chịu khó làm ăn, cho nên
các bạn cố gắng tìm hiểu thử nhau coi có hợp hay không. Nếu mà được thì sẽ làm tiến tới và tới luôn. À, lúc đó thì cả gia đình của bên nội nhất định là phải về dự rồi đó. Cảm ơn anh chị và chương trình rất nhiều. Chào chương trình. À, em là Ngọc Ánh, là đồng nghiệp của chị Kim Hằng. À, em làm việc với chị Hằng cũng được hơn 3 năm rồi và cũng coi như là chị em thân thiết ở trong nhà. Để nhận xét về chị Hằng thì em xin nhận xét ngắn gọn trong 4 cụm từ thôi: tử tế, hòa đồng, chăm chỉ và ngăn nắp. Còn lại thì chắc nhờ anh trai bên kia mình từ từ tìm hiểu nếu mà hai người cho nhau cơ hội nha. Tiếc là lần này thì em không thể đến trực tiếp ở phim trường để có thể cổ vũ cho chị Hằng. Cũng như em rất là tò mò, không biết là anh trai bên đó là người như thế nào, có phù hợp với chị của em hay không. Nên tất cả em đều trông đợi vào quyết định của chị Hằng, cũng như là sự tư vấn tận tình của hai MC là những người mà trước giờ đã may mối thành công cho rất là nhiều cặp đôi. Thì em cũng hy vọng lần này chị em cũng sẽ được may mắn như vậy. Và em cũng xin tặng cho anh chị cũng như chương trình một cái thông điệp ngắn gọn trước khi mà cả hai trao cho nhau một cơ hội. Rất vui được gặp nhau, dù mai sau ta biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Hãy bấm nút nếu mà các anh chị cảm thấy mình thật sự muốn cho nhau cơ hội. Em xin cảm ơn MC và chương trình. Dễ thương quá. Suy nghĩ cho thật kỹ. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Như vậy là Vũ không bấm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tại sao vậy Vũ? Chắc cũng tại chưa có đồng điệu anh. Với lại thật sự thì tâm lý người đàn ông á, anh hy vọng em một lời khuyên của anh. Với lại chị Thiên Thành và anh xin lỗi em. Mà tâm lý người đàn ông á, là thích chăm sóc người khác nhưng mà cũng thích được người khác chăm sóc. Cho nên cố gắng đi học nấu ăn thêm. Và mình nói chung cũng trải lòng hơn chút. Cuộc sống mình cứ trải lòng, cứ từ từ rồi tình duyên cũng đến. Em cảm ơn. Em gái cảm nhận của em như thế nào? Nói chung thì anh không bấm thì em cũng thấy là khá bất ngờ. Tại vì khi em đến đối với chương trình thì em rất là nghiêm túc. Đúng. Em cũng muốn là mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận cái tình cảm. Nãy bạn Nam có nói cái chữ là không đồng điệu. Yeah. Mà chị nói trong tình yêu mà nó không đồng điệu mình không tìm được hạnh phúc đâu. Thành ra là như vậy nhiều khi lại hay. Tại vì thực ra thì còn rất nhiều người sẽ bấm cho em sau cái chương trình này. Đúng rồi. Và bấm cho bạn trai sau cái chương trình này. Cố gắng mình tìm cho mình một người yêu thương để xóa đi những cái nỗi đau, những cái vết sẹo trong tình yêu của mình như vậy nha. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Dạ cảm ơn anh chị.